Kiều Anh xin chào các anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Kiều Anh Tropical. Đây là kênh YouTube mà anh sẽ chia sẻ với mọi người cách chăm cây, các cái bí kíp chăm cây thuận tự nhiên một cách rất là dễ dàng mà ai cũng có thể bắt đầu. Và chúng mình sẽ cùng DIY và khám phá những thực vật xung quanh chúng ta. Anh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách trồng một bình Trium. Và sắp đến 20 tháng 10 rồi, đây là một cái dịp mà các bạn nam, các anh trai có thể trồng một cái món quà rất là ý nghĩa dành tặng cho những người phụ nữ mà mình yêu mến. Còn các chị em mình, các bạn gái khi mà xem clip này mà thích quá thì các bạn có thể gửi cái clip này cho crush của mình và thả một cái icon hững hờ. Còn nếu như mà chúng mình chưa có crush thì không sao cả, chúng mình cũng sẽ tự làm cho mình vui và khám phá, học hỏi những cái điều mới nha. Bây giờ anh sẽ giới thiệu đôi chút về Trium cho những người chưa biết. Trium ra đời từ những năm 1842 khi bác sĩ kiêm nhà thực vật học Nathaniel Bessawook trong quá trình quan sát các hành vi của côn trùng và vô tình để lại những bình thủy tinh có chứa bào tử dương xỉ ở bên trong. Sau đó những cái bào tử này đã nảy mầm và phát triển thành cây dương xỉ và Trium bắt đầu xuất hiện từ đó. Trium bắt đầu được biết đến ở Việt Nam từ những năm 2014 và trở thành trào lưu rất thịnh hành lúc bấy giờ. Hiện tại thì thú chơi này đã không còn sôi nổi nữa, nhưng mình thấy rằng là Trium vẫn được chọn là trở thành những cái sản phẩm DIY mà các bạn trẻ chọn lựa như một thú vui thư giãn. Trium thì có hai dạng là bình bể kín và bể hở. Như các bạn thấy đây thì đây là bể kín, còn đây là bể hở. Thông thường các bể hở thì môi trường sẽ thoáng khí hơn, nên chúng ta thường hay chọn những cái dòng sen đá và xương rồng hay những loại cây ưa khô. Còn những cái dòng cây để mà trồng trong bình kín thì là những dòng cây ưa nước, ví dụ như là dương xỉ, Victoria hay là những cái loại rêu. Trước khi bắt đầu cùng làm một bình Trium thì Kiều Anh giới thiệu một chút là bố cục của một bình Trium ấy thông thường sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là các lớp đất đá, sỏi cát. Cái lớp thứ hai là hệ thực vật, tức là cây mà mình trồng trong bình. Cái lớp thứ ba là giữ một cái khoảng không để cho cây có thể phát triển tốt trong tương lai. Thì với cái phân lớp này á, thì với một cái khoảng kích thước cao thấp như thế nào thì tùy thuộc vào cái thẩm mỹ và cái sở thích của mỗi người. Nhưng theo kinh nghiệm của Kiều Anh thì chúng ta nên khoảng để khoảng 1/3 bình thôi. Các phân lớp này thì gồm có lớp thứ nhất là lớp sỏi, những cái lớp sỏi to và sỏi nhỏ. Mục đích của các cái lớp này sẽ rải ở dưới bình thủy tinh. Bởi vì lý do vì sao? Bởi vì bình thủy tinh là bình không có lỗ thoát nước, cho nên rằng khi mà chúng ta tưới nước quá tay thì nước sẽ được trữ lại ở đấy và nó sẽ hạn chế việc cây bị úng. Cái lớp thứ hai là lớp cát và những lớp sỏi nhỏ hơn. Thì thực ra những cái lớp này nó chỉ có tác dụng là để trang trí thôi, chứ không có tác dụng gì khác nữa. Và khi mà các bạn rải các cái lớp tiếp theo này này thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ chỉ rải viền thôi, chứ không nên rải quá sâu ở bên trong. Vì khi rễ cây mọc ra mà gặp cát nhiều thì nó sẽ rất dễ bị sót là rễ cây. Sau đó thì các bạn là sẽ là lớp đất. Rồi các cái phân lớp này đan xen với nhau nhiều hay ít thì tùy thuộc vào sở thích và cái thẩm mỹ của mỗi người nha. Bây giờ Kiều Anh sẽ hướng dẫn các bạn làm một bình Trium kín. Để mà trồng bình Trium kín thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ dùng những cái dòng cây ươm. Ở đây thì Kiều Anh có chuẩn bị là tùng la hán, cây dứa màu. Đây là cái loại cây mà Kiều Anh rất là hay dùng này, mà thậm chí là dùng nhiều nhất. Bởi vì những cái dòng này mà làm cây điểm nhấn thì rất là ấn tượng. Cây Victoria hay còn thường gọi là cây cẩm nhung hay là lá màu may mắn. Ở đây thì Kiều Anh có dòng, đây là một dòng Philia, tên tiếng Việt là hổ nhĩ trắng, các bạn có thể gọi là sao băng cũng được nha. Trồng Trium kín thì đương nhiên là không thể thiếu các loại rêu rồi, mình rất thích các loại rêu luôn. Đây là Wapping Việt, đây là Cushion hay còn gọi là rêu đầu xanh, đây là hoa hồng, rêu đầu trắng và rêu nhung. Các loại rêu này và mix trong bình kín thì sẽ trông hệ sinh thái của chúng ta sẽ sinh động và giống thật hơn nhá. Ngoài ra thì các bạn nên chuẩn bị thêm một ít gỗ lũa và các cái sỏi sông tự nhiên.
đây các sỏi sông tự nhiên. Thông thường với các bạn mới chơi ấy, thì Kiều Anh khuyên là các bạn nên thêm cho Kiều Anh một lớp nữa là lớp than hoạt tính. Than hoạt tính có tác dụng lọc bỏ các cái tạp chất, những cái chất gây ô nhiễm có trong đất và nước, giúp làm sạch khuẩn và loại bỏ các cái vi khuẩn, vi sinh vật có hại. Ngoài ra một phần không thể thiếu được đó là các bạn hãy chuẩn bị cho Kiều Anh những cái dụng cụ để hỗ trợ mình trong cái quá trình mình trồng cây được thuận tiện hơn. Ở đây thì hôm nay Kiều Anh đã chuẩn bị những cái dụng cụ trồng cây màu hồng rất là xinh xắn. Đấy các bạn nhìn đây, màu hồng rất là xinh xắn này, cái này để là xẻng xúc cây này, cái này là xúc sỏi này, cái này là bình để xịt. Đấy, xịt các cái bụi bẩn ở trên lá cây, hay là chổi để lau bụi. Đó, rất là xinh. Còn cả một cái bình tưới màu hồng nữa. Các bạn mà setup ở nhà thì không, mình nghĩ là cũng không cần phải quá cầu kỳ đâu. Và các bạn có thể tận dụng những cái dụng cụ có sẵn ở nhà, ví dụ như là thìa để xúc đất, hay là các cái chổi, là chổi phấn của mình á, chổi make up ấy mà các bạn không dùng nữa thì các bạn có thể mang ra để make up cho cây. Cái này rất là lợi hại nha, và Kiều Anh sử dụng liên tục luôn, bởi vì là nó sẽ vệ sinh cây của mình rất là sạch sẽ. Bây giờ chúng ta sẽ vào bước đầu tiên. Các bạn nhớ là rửa sạch bình. Khi mà bình mới mua về ấy, thì nó sẽ có một cái mùi thủy tinh không được dễ chịu lắm. Thì các bạn rửa bằng nước sạch, sau đó thì dùng giấy ăn để lau khô bình nhá. Lau khô bình, đặc biệt là khi mà mình trồng xong rồi ấy, mình lau rất là khó. Bước 1, các bạn cho sỏi nhỏ vào đây. Bước 2, sẽ cho thêm một cái lớp cát vào để cho cái lớp này nó bị đầm hơn, nó được đầm hơn và nó không bị di chuyển, nó không bị xô lệch lúc mà mình di chuyển. Tiếp theo là sẽ cho lớp đất vào. Nếu mà các bạn cho than hoạt tính thì các bạn sẽ cho trước cái lớp đất này. Ok, như bình này thì chắc là Kiều Anh sẽ chỉ cho nó khoảng 1/3 bình thôi, 1/3 bình. Trước khi trồng cây vào thì các bạn sẽ đầm cái đất này cho nó chặt xuống một chút. Đấy, đầm xung quanh cho chặt một chút nha. Bây giờ Kiều Anh sẽ trồng cây. Với cái bình này rất là nhỏ nên là Kiều Anh sẽ chỉ chọn cây cây Fritillaria, cây cẩm nhung và rêu. Với cây này thì các bạn nhớ nhá, là chúng mình sẽ cái thao tác đầu tiên ấy là nên vệ sinh lá cây. Vệ sinh sạch lá cây đi. Đó, sau đó thì các bạn bỏ bầu đất ra. Bỏ bầu đất ra như thế này. Và chúng ta này sẽ lấy cái cây mà mình cảm thấy phù hợp nhất. Ví dụ như ở đây thì Kiều Anh sẽ lấy một cái cụ. Tại vì cái bình này nhỏ mà mình không thể cho hết được tất cả các cây vào thì mình sẽ chỉ chọn một cái cây vào đấy thôi. Trước khi chúng ta cho cây vào bình ấy thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ vén một cái khoảng đất nhỏ trong cái bình cây này để có chỗ cho cây vào nhá. Mình sẽ dùng cái zip nhỏ này và đưa cái cây vào. Đấy. Ok. Cây này vậy thì ít quá ha. Ok. Tiếp theo là hôm nay thì anh nghĩ là anh sẽ dùng dòng cây này. Tiếp theo anh sẽ dùng rêu đầu trắng. Những cái loại rêu mà mọi người mua được ở trên thị trường á, bây giờ thì rêu cũng được khai thác và bán rất là nhiều trên thị trường, các bạn rất là dễ để mua nhá. Và mình cũng có để một cái đường link ở bên dưới. Mình có để cái đường link ở bên dưới để cho các bạn mua một cách dễ dàng hơn. Các cái gel này khi mua về ấy, thì nó không được có những cái được mảng lớn, nhưng có những cái mà nó cũng không được mảng lớn. Nhưng các bạn đừng lo, bởi vì gel là dòng cây sinh sản theo tế bào, cho nên là
Cho nên là rất là nhiều nơi ấy, người ta trồng cây và cấy rêu bằng cách là xay rêu ra trộn với cả một ít khoai tây đấy và nước gạo. Thì khi xay rêu ra ấy, và phun rêu trên một cái bức tường thì với một cái độ ẩm và ánh sáng phù hợp là rêu vẫn có thể phát triển được và sau một khoảng thời gian lại xanh rì thôi. Để được cho bình đẹp đẹp hơn thì anh sẽ cho vào đây những cái viên sỏi sông to như này để trang trí và tạo các cái cảnh cho nó sinh động. Các bạn có thể sử dụng các cái đồ trang trí ví dụ như là gỗ lũa hay là những cái con ốc cũng rất là xinh. Mic đẹp không ta? Cũng xinh mà nhỉ? Bước cuối cùng thì các bạn sẽ lấy một ít giấy ăn và vo nhỏ lại như thế này, rồi cầm zip và lau xung quanh thành bình để cho đất đá và cát sẽ rơi hết xuống để cho mình được, cho bình của mình được trong hơn nha. Okay. Sau đó thì chúng mình sẽ tưới một ít nước lên đây. Đó, cho những cái bụi bẩn còn sót lại cũng sẽ được chảy xuống. Vậy là xong rồi, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi là Kiều Anh và các bạn đã cùng hoàn thành xong một chiếc bình terrarium rất là xinh xắn. Bây giờ thì Kiều Anh sẽ hướng dẫn các bạn cách chăm sóc bình terrarium để cây có điều kiện phát triển tốt nhất nhá. Để bình terrarium được phát triển tốt nhất thì các bạn lưu ý, thứ nhất là chúng ta phải chọn nơi có vùng ánh sáng gián tiếp, tức là bình này thì cần ánh sáng đủ mạnh, tuy nhiên thì tránh ánh nắng trực tiếp. Khi có một môi trường tốt là đủ ánh sáng này, nhiệt độ phù hợp thì cây sẽ sinh trưởng và tự phát triển thành một hệ sinh thái bên trong. Và các bạn sẽ không phải chăm tưới quá nhiều với một cái bình kín. Nhưng các bạn lưu ý cho Kiều Anh rằng là với một cái nhiệt độ lạnh ẩm thì cây sẽ phát triển rất là tốt. Tức là mùa thu và mùa đầm mùa đông á, thì cây phát triển cực kỳ tốt, hoặc là trong cái môi trường mà có điều hòa. Còn nếu như mà cái môi trường nóng ẩm như là mùa hè ấy, thì cây sẽ dễ bị nấm mốc và sinh ra sâu bệnh. Thì các bạn lưu ý rằng là với khi thời tiết nắng nóng lên thì các bạn mở bình ra và kiểm tra cái nhiệt độ ở bên trong. Nếu như tay bạn cảm thấy ấm thì các bạn mở cái nắp bình ra và để cho khí bay hơi hết. Ngoài ra thì việc để cây không bị thiếu nước hoặc là bị dư nước quá nhiều thì các bạn để ý cái quan sát hơi nước ở trong bình này cho Kiều Anh nha. Nếu như mà các bạn thấy rằng là hơi nước nó bốc lên và nó làm mờ cái bình này ấy, chứng tỏ là trong bình này đang rất là nhiều nước và cây sẽ bị ẩm quá, thì các bạn sẽ mở bình ra một chút, mở nắp bình ra cho bay hơi hết rồi đóng nắp lại là được. Còn nếu như mà cây bắt đầu có cái dấu hiệu hơi săn lá ấy, thì các bạn hoặc là các bạn quan sát đất, khi đất nó có màu hơi nâu nhạt thì các bạn tưới cho cây một chút, sau đó thì sẽ lại đóng nắp lại. Cái cách chăm sóc cũng rất là đơn giản đúng không? Mong là sau cái hướng dẫn này của Kiều Anh thì mọi người đã có thể trồng một cái bình terrarium một cách dễ dàng hơn. Một món quà ý nghĩa dành tặng cho những người thân yêu của mình, cho những người bạn bè của mình trong cái dịp 20 tháng 10 sắp tới, hay là rất là nhiều các dịp khác nữa. Và mỗi một lần là tặng một cái cây thì chúng ta đã trao đi một mầm xanh, trao đi một cái nhân lành. Và mong rằng là tương lai của chúng ta, chúng ta có thể truyền ra được nhiều cảm hứng xanh hơn cho những người xung quanh. Rất là cảm ơn các bạn đã xem hết cái video clip này. Và nếu như các bạn cảm thấy hay, cảm thấy thích thú thì hãy tặng cho Kiều Anh, động viên Kiều Anh bằng một like và một subscribe. Và nếu các bạn có muốn Kiều Anh hướng dẫn hay DIY về bất cứ một cái loại cây, một cái dòng sản phẩm nào liên quan đến cây xanh thì hãy comment dưới cái clip này cho Kiều Anh biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.